gần 300 người Việt được về nước trên chuyến bay giải cứu thứ hai từ Ba Lan. Đà Nẵng trạm y tế quá tải do F0 tăng nhanh. Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao kỷ lục. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, rút kinh nghiệm từ chuyến bay đầu tiên đưa bà con người Việt gặp nạn tại Ukraine chạy sang Ba Lan được trở về quê hương, chuyến bay thứ hai được chuẩn bị kỹ lưỡng tới từng chi tiết để không bỏ phí bất kỳ một ghế trống nào cũng như không gặp phải một vấn đề nào phát sinh. Dự kiến chuyến bay mang số hiệu VN58 sẽ hạ cánh vào lúc 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam vào sáng ngày 13 tháng 3 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Quang Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Ba Lan. Có thể nói trong 2 ngày qua, rút kinh nghiệm từ chuyến bay đầu tiên hôm 9 tháng 3 bị trễ giờ khởi hành 2 tiếng đồng hồ do thời gian làm thủ tục tại sân bay kéo dài. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã chạy đua với thời gian, gấp rút chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ để rà soát mọi khâu cho chuyến bay thứ hai. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã phỏng vấn từng cá nhân bà con đăng ký nguyện vọng trở về Việt Nam, xác minh đảm bảo đúng đối tượng cũng như chuẩn bị giấy tờ trước để phối hợp với các cơ quan chức năng của Ba Lan, đảm bảo việc xuất cảnh được nhanh chóng và thuận lợi. Tới tận khuya ngày hôm qua, danh sách 283 hành khách cùng một số trẻ em đi kèm mới được chốt lần cuối. Các hành khách được yêu cầu có mặt tại sân bay trước giờ cất cánh 5 tiếng đồng hồ để đảm bảo khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết. Công dân không đến đúng thời gian quy định thì suất bay sẽ được sắp xếp cho những người trong danh sách dự phòng. Theo kế hoạch, chuyến bay cứu hộ mang số hiệu VN68 của Vietnam Airlines sẽ cất cánh từ thủ đô Bucharest, Romania để đưa 276 công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước. Phóng viên Hải Đăng đang có mặt ở Bucharest, thông tin từ sân bay quốc tế Henry Quader. Dự kiến thì chuyến bay này sẽ cất cánh vào lúc 17 giờ 20 phút từ thủ đô Bucharest, Romania và về tới sân bay Nội Bài vào lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 3. Hội người Việt Nam tại Romania cũng đã bố trí hỗ trợ 4 cái chuyến xe tập trung ở các địa điểm cứu trợ để đưa bà con ra sân bay. Hiện tại thì Đại sứ quán Việt Nam tại Romania thì cũng đã chuẩn bị các cái phương án hỗ trợ giải quyết các cái thủ tục cuối cùng cho bà con để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con về nước an toàn. Chuyển sang những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta đã thành công. Việt Nam trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Riêng chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân đã tiêm được gần 18 triệu liều. Theo Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước đã tiêm được gần 199 triệu liều vaccine COVID-19. Đặc biệt, trong hơn một tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, từ ngày 29 tháng 1 đến nay, cả nước đã tiêm được gần 18 triệu liều vaccine, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại, góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Như vậy, nước ta đã cơ bản bao phủ 2 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4%, là cơ bản đáp ứng tiến độ. Ước khoảng hơn 75% đối tượng đến lịch tiêm mũi thứ 3 đã được tiêm chủng. Hiện Việt Nam cũng đang nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4. Bộ Y tế vừa có công văn số 1157 về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, yêu cầu các cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến sự thực hiện xét nghiệm. Cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo khoa học, thiết thực phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí. Riêng với các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định. Sở Y tế các tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Bộ Y tế vừa đề xuất việc F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến. Trước thực trạng thiếu trầm trọng lao động, đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ của khối doanh nghiệp sản xuất trực tiếp. Hiện nhiều doanh nghiệp đã lên sẵn phương án nếu các F1 đi làm có thể hỗ trợ chi phí xét nghiệm vào các ngày trong tuần để đảm bảo an toàn, quản lý chặt chẽ, sắp xếp các khu vực ăn uống riêng biệt. Thế nhưng do công ty sản xuất theo dây chuyền liên tục từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm
nên khó tách riêng F1 ra khu làm việc riêng như đề xuất của Bộ Y tế. Các chuyên gia cũng cho rằng quy định cách ly F1 được đặt ra khi Việt Nam vẫn phải truy vết các ca nghi nhiễm. Tuy nhiên, khi thay đổi tư duy sang thích ứng, việc cách ly F1 không hiệu quả và ảnh hưởng đến hiệu suất lao động của xã hội. Để đạt được mục tiêu kép là kiểm soát dịch và phát triển kinh tế xã hội, thì chính sách cần phải linh hoạt, điều chỉnh sát với thực tiễn. Cụ thể, F0, F1 nếu được đi làm thì phải thực hiện 5K tối đa để kiểm soát sự lây nhiễm, giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng. Mỗi trạm y tế phường xã được biên chế 6 nhân viên y tế. Bên cạnh đảm bảo các hoạt động cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các trạm còn phải thực hiện các chương trình quốc gia liên quan đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện tại, một số địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã đạt đỉnh dịch với số lượng F0 được cách ly, điều trị tại nhà tăng cao mỗi ngày, khiến nhiều trạm y tế bị quá tải. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, giá năng lượng và lương thực của Tây Ban Nha tiếp tục tăng trong thời gian gần đây sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang làm tăng thêm gánh nặng cuộc sống của người dân nước này. Tình hình căng thẳng ở Ukraine đã ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu ngũ cốc của Tây Ban Nha và đẩy giá dầu khí lên cao. Giá điện ở Tây Ban Nha cũng đã tăng hơn gấp đôi so với trước khi xảy ra cuộc xung đột. Giá lương thực và năng lượng tăng cao đã đẩy tỷ lệ lạm phát vốn đã ở mức cao của Tây Ban Nha lên cao, gây áp lực nặng nề lên chi phí cuộc sống của người dân. Giá thực phẩm tăng vọt ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ hàng ngày của chúng tôi. Giá hàng hóa trước đây là 10 euro, giờ có giá lên tới 12 đến 13 euro, tăng khoảng 20%. Chính phủ Tây Ban Nha đã cam kết sẽ trợ cấp cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của khủng hoảng Ukraine và tăng tốc độ chuyển hóa năng lượng. Hàn Quốc cũng đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron khi số ca mắc mới theo ngày vượt 380.000 ca. Cụ thể, ngày 12 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận hơn 383.600 ca mắc mới. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát. Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 6 triệu ca, tăng 1 triệu ca chỉ trong 3 ngày. Nước này cũng ghi nhận thêm 269 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 lên hơn 10.100 người. Giới chức y tế Hàn Quốc dự đoán nước này sẽ đạt đỉnh dịch trong tuần tới. Bắt đầu từ tuần tới, những bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện với các triệu chứng nhẹ sẽ có thể được điều trị tại các bệnh viện đa khoa. Kết quả từ các xét nghiệm kháng nguyên nhanh do các tổ chức y tế thực hiện cũng sẽ được chấp nhận trong việc chính thức xác nhận ca mắc COVID-19. Những trường học bắt buộc đeo khẩu trang có số ca mắc COVID-19 ít hơn 72% so với những trường không bắt buộc đeo khẩu trang. Đây là kết luận được rút ra từ nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ tiến hành. Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 1,1 triệu học sinh và hơn 157.000 nhân viên giáo dục trực tiếp đến trường tại các trường ở 9 bang. Những trường không bắt đeo khẩu trang có tỷ lệ mắc COVID-19 cao gấp 3,6 lần so với những nơi việc đeo khẩu trang là bắt buộc ở trường học. Các tác giả nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng việc đeo khẩu trang vẫn là biện pháp phòng ngừa quan trọng vào những thời điểm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức cao. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban đại diện thường trực đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ đàm phán của Hội đồng châu Âu với Nghị viện châu Âu nhằm mở rộng quy định thiết lập chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Trên thực tế, công cụ này đã đóng góp phần lớn vào việc tạo điều kiện cho người dân tự do đi lại trong thời kỳ đại dịch. Trước đó, vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất gia hạn thêm một năm, tức là cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, quy định về chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của EU. EC cũng đưa ra những thay đổi có mục tiêu khác để mở rộng phạm vi xét nghiệm kháng nguyên được phép và cho phép cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho những người tham gia thử nghiệm lâm sàng. Quy định hiện tại về thiết lập chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của EU đã được thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 và được áp dụng ngay từ tháng 7 năm 2021. Quy định này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Để việc gia hạn được thông qua kịp thời trước ngày hết hạn, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu phải đạt được thỏa thuận theo thủ tục lập pháp thông thường trước thời hạn đó. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục hình thái thời tiết đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đặc biệt, nền nhiệt nhích nhẹ với hình thái thời tiết trên kéo theo độ ẩm cao khiến khu vực miền Bắc trời nồm ẩm khó chịu đến cuối tuần này. Các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, trời nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhịp sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.
Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13 tháng 3 năm 2022. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.